Thưa quý vị, hôm nay ngày 24 tháng 9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 9 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy để thảo luận cho ý kiến một số nội dung theo chương trình công tác, nhất là công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung thảo luận, rà soát và cho ý kiến một số nội dung chuẩn bị đại hội, trong đó đặc biệt là báo cáo kết quả làm việc vừa qua của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22, về những nội dung tiếp tục hoàn thiện trong dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo báo cáo kiểm điểm, về dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, về nội dung chương trình đại hội. Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã thảo luận về tình hình công tác quý ba, 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết về phát triển công nghệ hỗ trợ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và về báo cáo phương án sắp xếp các hội quần chúng trên địa bàn thành phố. Thường trực Thành ủy thống nhất hỗ trợ tỉnh Quảng Nam 12 tỷ đồng và Thừa Thiên Huế 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của cơn bão số 5.